Trong điều kiện bình thường mới, khi chính phủ đang từng bước mở cửa nền kinh tế, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại được dự báo sẽ có những diễn biến phức tạp hơn, nhất là dịp cuối năm, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo 389 thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Từ đầu năm đến nay, tình hình buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến khá phức tạp. Các đối tượng đã lợi dụng việc hạn chế đi lại do dịch bệnh COVID-19 cùng sự phát triển của thương mại điện tử, các trang mạng xã hội để thay đổi phương thức, thủ đoạn, thời gian, tuyến đường hoạt động không chỉ khiến công tác quản lý nhà nước gặp khó khăn mà còn gây rất nhiều hệ lụy cho doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu đến quyền lợi người tiêu dùng. Trong 11 tháng của năm 2021, các lực lượng thành viên Ban chỉ đạo 389 thành phố Đà Nẵng đã xử lý trên 2.100 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 188 tỷ đồng, truy tố 15 đối tượng. Càng về cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, thì tình hình buôn lậu, gian lận thương mại được dự báo sẽ có những diễn biến phức tạp hơn. Chỉ trong tháng 10 và 11, riêng địa bàn quận Thanh Khê, lực lượng công an quận đã phát hiện và xử lý gần 10 vụ việc. Trong thời gian sắp đến, cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát kinh tế và môi trường công an quận Thanh Khê thường xuyên liên tục nắm tình hình và bám sát địa bàn để phát hiện các vụ việc, đặc biệt là các vụ việc về buôn lậu và gian lận thương mại, để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của giám đốc và lãnh đạo công an quận Thanh Khê đã giao phó cho đội. Thời điểm này, cùng với cả nước, thành phố Đà Nẵng đã chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo tinh thần nghị quyết 128 của chính phủ. Đây sẽ là điều kiện tốt để các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ thương mại khôi phục và phát triển trở lại, song cũng là dịp để các đối tượng lợi dụng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại, nhất là chỉ còn hơn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2021. Hiện nay thì chúng tôi đánh giá rằng địa bàn nào cũng là đáng quan tâm để mà chúng tôi thực hiện cái biện pháp chống buôn lậu, bảo vệ cái sản xuất kinh doanh trong nước. Tuy nhiên hiện nay thì với tình hình thực tế hiện nay ấy, thì hàng hóa qua cửa khẩu Đà Nẵng thì là chiếm một lượng hàng rất là lớn, nó không những phục vụ cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng ở thành phố Đà Nẵng mà phục vụ cho cả miền Trung và Tây Nguyên. Ấy cho nên là cái lượng hàng quá rất nhiều, thì lượng hàng càng quá nhiều thì cái nguy cơ về buôn lậu gian lận thương mại có gia tăng. Nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ đạo của chính phủ, của Ủy ban Nhân dân thành phố về những nhiệm vụ giải pháp bình ổn thị trường, phát triển kinh tế trong tình hình mới, cuối tháng 11, Ban chỉ đạo 389 thành phố đã ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2021, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Kế hoạch nêu rõ, trong đợt cao điểm, các lực lượng chức năng của thành phố sẽ tập trung kiểm soát hoạt động vận chuyển trái phép các mặt hàng phòng chống dịch, lợi dụng thương mại điện tử để buôn lậu, kinh doanh hàng giả và các mặt hàng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện có hiệu quả của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, kích thích tiêu dùng, giải quyết hàng tồn kho, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tình hình mới.